Việc đổ xe trước cửa nhà người khác đã gây ra khá nhiều tình huống dở khóc dở cười mà thậm chí sau đó dẫn đến những hậu quả tai hại mà người tài xế không thể lường trước được. Mới đây, người dùng mạng đã chia sẻ lại vụ việc liên quan đến hành động đổ xe trước cửa nhà người khác khiến tài xế xe container phải ôm hận. Cụ thể, bài viết được chia sẻ trong một group đông thành viên cho biết chủ chiếc xe container sau quãng đường dài đã tấp vào lề ăn bát phở vào sáng sớm. Anh đổ tạm chiếc xe siêu to khổng lồ của mình ở bên kia đường, ngay trước một quán cơm. Dĩ nhiên thời điểm này, quán cơm chưa mở cửa nên anh ta mới dám đổ. Thế nhưng điều chẳng ngờ là sau đó, khi anh ta quay lại lấy chiếc xe thì biết bà chủ quán cơm đã xì lớp xe xẹp lép. Chưa dừng lại ở đó, người này còn nhẫn tâm cắt dây điện, gây mất an toàn cho tính mạng của chính tài xế. Nếu không phát hiện kịp thời, hành động của chủ quán cơm khiến người tài xế xe container cạn lời, còn cư dân mạng thì để lại nhiều tranh cãi trái chiều. Theo nhiều cư dân mạng cho rằng, hành động của chủ quán cơm là rất quá đáng. Hơn nữa, quán cơm lúc đó vẫn chưa đến giờ mở cửa, nên việc đổ xe của tài xế là không đáng trách. Mặt khác, một số người lại thông cảm cho người bán cơm, bởi mới sáng sớm mở cửa ra, thấy nguyên cái xe container chắn trước cửa nhà là không thể vui nổi. Làm vậy để tài xế bớt đổ xe bừa bãi, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Hành động đổ xe sai quy định của nhiều chủ phương tiện, quả thực khiến dư luận rất bức xúc. Thế nhưng, nếu rơi vào trường hợp này, hãy bình tĩnh lựa chọn hướng giải quyết phù hợp, thay vì những cách thức cực đoan gây hại tài sản cho người khác. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!